Người Tày bọn mình ở trên Bắc Cạn ấy, thì ngoài làm bánh vào những ngày Tết cổ truyền ấy, thì Tết độc lập mùng 2 tháng 9 thì cũng có làm bánh xong rồi ăn uống bình thường như ngày một ngày Tết. Chả biết nói gì nữa, nhưng mà thôi các bạn đi với mình nhé, đi vào trong rừng nhé, get go đi nào. Đi vào gần đến rừng thì trời lại mưa to. Rừng mình ở kia kìa. Thôi, cố đi thôi. Đi cùng mình nhá. Nhện hổ này các bạn ơi. Cua đá này các bạn ơi, con này mà nó kẹp cho thì phải biết nhỉ. Đấy, nhìn cái càng nó khiếp không. Ốc đá này các bạn ơi, nhiều không, mưa quá mới được hoa chuối. Đây là một con này. Đây, sợ không, sợ trời mưa to, thật trời mưa to thật. Sáng nay mưa quá mình không quay được nên mình về, mình lại vào mình lại lấy cái củ chuối với lại cái hoa chuối. Mình có nhờ anh ở trong làng đi cùng, hôm nay trời nắng đẹp. Đây, cho các bạn xem này, quýt Bắc Cạn đây này. Đấy, quýt chua Bắc Cạn, anh quay gần gần cho mọi người xem tí. Cái quýt này của anh trai nhà mình nhá, không phải của mình đâu. Đồi của mình ở trong kia. Anh quay bên kia cho các bạn xem với. Đây, đi lên đây. Đồi đây là đồi quýt của anh trai mình thôi, còn đồi mình ở trong kia. Kìa bên kia nữa, quýt nhiều lắm này. Đi anh ơi, đi vào trong này đi. Đi vào trong rừng. Đi tí nữa anh em mình bắt ốc. Này chưa ăn được đâu. À đây này các bạn ơi, cây này này, không biết là ở ở chỗ các bạn có không, nhưng mà ở mình ngày xưa tuổi thơ này, cái này mang về xào thịt ăn được nhá, chả biết nó gọi là cái cây gì nữa, lấy cái non non này này ăn được nhá, xào thịt ăn ngon lắm này. Bây giờ còn đi ăn trâu hay hay đấy về ăn ngon. Nó cái non non nó về ăn cơ. Camera man ăn này. Ôi anh ơi, có hoa chuối to lắm kìa. Lấy luôn tí nữa ra lại. To chưa? Mọi người ơi, cái hoa chuối rừng này. Đấy, mọi người thấy không? Hoa chuối rừng đấy, để mình lấy nhá. Thì là lấy lá chuối về cho cá luôn. Đẹp không? Là một cái là đủ làm nhân rồi. Làm nhân bánh ấy. Thôi đi rừng mà thấy cái gì lấy cái đấy. Ô! Đấy, lấy thế này thôi.
đi tiếp nào. Cái rau này ăn ngon lắm. Nói một ít về vợ mình rất thích ăn cái cây này nhá. Lúc đầu mình thấy nó cũng hôi hôi nhưng mà bây giờ mình lại thấy nó cũng ngon. Nấu với mì tôm ăn ngon lắm. Cái này đúng rau rừng sạch luôn các bạn ạ. Đây là con bọ que này các bạn ơi. Gọi là nhìn thế thôi mà nó hiền lắm. Hiền như bụt đây này. Chắc nó đang đi tỏ tình bao nhau hay sao đây này. Ba con thì làm kiểu gì bây giờ. Đấy, con này này. Nhìn nó ghê nhưng mà nó hiền như bụt đấy, nó không cắn không gì đâu. Bọ que. Thôi thả nó đi thôi. Có mấy cái măng to lắm này các bạn. Như măng mai ấy, măng nứa, như măng mai này. Ông nứa to không? Ông nứa to đùng luôn này. Măng cũng to này. Đây. Đây đây. Bóc măng cho các bạn xem nhá. Lấy cái luôn. Đi ra là phải thế. Đây. Đấy, to không? Như măng mai. Ôi trời kia còn mấy cái to nữa kìa. Thích không? Đây mình lấy nốt mấy cái này nữa. Đây. Đến chỗ sáng nay rồi. Sáng nay mưa quá không lấy được cái củ chuối ấy. Bây giờ mình vào mình lấy. Tiện thể nhặt ốc. Nhiều ốc lắm. Nhưng mà làm hớp nước á. Chả biết là bụng mình tốt hay là mình tốt bụng đi chăng hay sao nhưng mà uống nước suối thoải mái chả làm sao. Nhiều bạn bảo là anh ơi đừng uống nước suối nhiều thế, nhiều sán nhiều ấy lắm, nhưng mà mình thấy là mình uống từ bé rồi quen rồi. Này, của anh này. Đây, đi vào đây các bạn đây. À, uống đi. Đây, chỗ này mà nhiều ốc đi. Các bạn ơi, mình nhiều ốc xem này. Đây này, củ chuối này. Đây, cái củ chuối này, lấy cái này về làm bánh này. Đấy, cái chuối đấy, cái củ nó ấy. Đấy, anh ơi, ốc này, anh về đây, về đây. Đây, về quay ốc cho mọi người xem này. Đây này. Đấy, đây này. Đây vào gần một tí. Thấy không, các bạn thấy chưa, thấy ốc chưa? Đấy. Đấy. Đấy, ốc núi đấy, ốc núi đá đấy. Nhiều lắm, sáng nay mình thấy nhiều lắm. Không mưa, không mưa, không mưa ra nhiều, bây giờ nắng như núi hay sao ấy. Đây này, anh ơi, đây này. Đây xem. Đây này, cho các bạn xem này, đây này, ốc núi đá này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây. Đây. Có triển vọng đấy. Kể từ tối nay anh em mình có được một bữa bia anh ạ. Mình đi bắt mấy con ốc đấy. Anh ơi, đi ra lấy cái củ chuối này luôn này. Đây đấy. Này, ốc rồi các bạn ơi. Nhiều lắm. Mình chỉ lấy một bữa thôi. Thấy đủ ăn thôi.
cái con này nó to to này, nhưng mà vợ mình nó không 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 dám ăn, nên là tí nữa về hai anh em chắc là đủ ăn rồi, thế là đủ một đĩa rồi, cất đi. Đây này, lấy cái củ chuối này luôn này. Con lấy được hoa chuối rồi, về lấy cái củ chuối này nữa, xong là tí chặt một ít lá nữa về để gói bánh là được. Cái củ mà nó cái cây già ấy nó tròn đẹp này này. Đây. Đây, về 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 mình cho các bạn xem, anh quay gần cho các bạn xem này. Lấy cái phần này này. Có nhiều bạn không biết đâu đây này. Đây. Đây các bạn có nhìn thấy cái phần trắng trắng xung quanh này không? Cái phần đen đen này này. Đấy là mình lấy cái phần trắng trắng này, còn cái phần đen này là cái sơ không lấy được đâu. Lấy cái phần trắng trắng này thôi. Ok rồi, lấy được củ chuối với hoa chuối rồi, bây giờ mình sẽ đi lấy lá chuối nhá. Các bạn ơi, chặt như này cây chuối không chết đâu nhá, nó lại mọc lên. Mình chặt thấp rồi mới chết thôi, mình chặt cao rồi nó không chết đâu. Mình về đây. Đây là cái video mình đi lấy nguyên liệu thôi. Mai kia mình sẽ quay một video làm bánh cho các bạn xem. Làm bánh thì phải có mẹ mình với vợ mình hộ. Mình đi lấy nguyên liệu về cho mọi người làm thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem, ủng hộ mình. Nói thật là mình cũng vừa mới làm video cho nên là có cái không được hay lắm thì mọi người thông cảm. Mình cũng muốn được nhiều người biết, nhiều người xem thì để mình có thể đi chia sẻ được nhiều video hơn, mình quay được nhiều cảnh núi rừng ở Bắc Cạn mình cho mọi người hơn, hoặc là nếu như mà hay hơn nữa thì có thể quay những đặc sản ở quê hương mình như danh lam thắng cảnh. Nhưng mà bây giờ trước mắt thì cứ quay các bạn xem là mình vui rồi, có người xem là tốt rồi. Bây giờ là mình đi về, chiều còn đi dựng cái cây ngô, hôm qua lũ làm nó đổ hết cái cây ngô rồi, chiều còn phải mang cuốc đi dựng cái cây ngô nữa. Hôm qua ở trên này mưa to ấy, gió mưa to gió lớn là đổ hết mấy cây ngô, cứ phải đi dựng. Chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhé. Cảm ơn các bạn.